Xin chào các bạn, mình xin chia sẻ và giao lưu với các bạn một cây sâm núi trái hàng khai thác để chơi Tết thôi các bạn. Đây là cây nó đang cho trái rất là nhiều luôn các bạn, có thể gọi là siêu trái luôn ha các bạn. Từ trên xuống dưới nè, cây này đó các bạn, có cái số đo ở chỗ này nè các bạn là 25 ha, mình đo đây là 25, chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh cây đó các bạn là 65 ha. Cây này đã vô chậu Bát Tiên rồi các bạn, chậu men Bát Tiên ha. Cây rất là tốt và khỏe mạnh ha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ với mình ha. Mình có để số điện thoại và Zalo ở phần mô tả của video rồi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.